A Di Đà Phật. Bây giờ sẽ đến cái phần mà dựng clip. Thì cái phần âm thanh con đã chỉnh sửa xong. Viên Tịnh Hải. Đức viên Tịnh Hải. Rồi. Trong cái video mình làm chuẩn á, là phải có cái đoạn giới thiệu đầu cuối. Thì con đã gửi cho Đức viên Bà Gô Đà, chùa Đức viên Introduction, để gắn vào phần đầu cuối của video. Con tải về ở mục download, con cầm con kéo vô luôn từ đây luôn, khỏi vô download. Sau khi con tải về rồi, con bỏ vô cái chỗ để soạn, để ráp, để chuẩn bị soạn ráp video. Bây giờ con sẽ cầm nó, con kéo nó xuống, con giữ chuột trái, con kéo nó xuống, con kéo nó xuống bên dưới luôn ạ. Bây giờ con nghe. Viên Tịnh Hải. Đức viên Tịnh Hải thì sư cô thấy là đây là phần 1 là có video và âm thanh, phần 2 cũng có video và âm thanh. Bây giờ để xuống vậy thì cũng được, nhưng mà thôi con sẽ nhấn chuột phải, con chọn link and unlink video và audio. Đó, con unlink nó là nó sẽ tách ra âm thanh riêng và tí và hình ảnh video riêng. Thì con lụm cái đoạn video con để lên trên cùng, con thế cho đoạn video này phần 2 không cần dùng, cái phần âm thanh này không cần dùng. Con nhấn chọn nó xong con nhấn delete, nó mất đi. Và bây giờ con nghe Đức viên Tịnh Hải. Tịnh Hải là cơ. đó, cái đoạn video vô là giới thiệu Đức viên Tịnh Hải. Dạ rồi, âm thanh của sư thầy là hay rồi, bây giờ có cái tiếng rè mình cần khắc phục. Con sẽ mở YouTube lên. Con sẽ vô cái phần audio của YouTube. Mình phải làm clip hay mới không bị tuột đăng ký thôi sư cô. Đó là lý do mà sư cô làm được thì quá là tốt. Còn con làm thì chắc chắn là đăng ký nó sẽ tăng rồi. Nhưng mà con làm là chùa phải trả lương cho con mới làm được, chứ không thôi là con không có công việc khác. À, bây giờ là nó tăng 380% luôn rồi, thưa sư thầy, sư cô, rất là hiệu quả. Con vô cái mục này con coi, lượt xem bữa nay lên 377 số nhà con luôn, Điện Biên Phủ luôn, 377 người đang xem á, thưa quý thầy. Phật tử cũng bình luận rối rít, sư cô Nhật Hiếu nè, mình làm cái này chắc sư cô Nhật Hiếu ở chùa Duyên Giác thích nè. Đó, sư cô chùa Đức Viên nhớ thả tim nha, thả tim cho quý vị Phật tử bình luận, thả tim quý vị Phật tử thích lắm. Ai bình luận sẽ hiện vô một comment này nè. Rồi, còn bây giờ con sẽ xuống cái mục Audio Library, phần âm thanh á, con sẽ tìm một cái bài nhạc hợp lý đăng lên. Con đưa chuột lên đây, con kéo âm thanh ngắn lại. Con thấy bây giờ âm thanh của này là dài 7 phút. Con kiếm nhạc không lời, nhạc không lời đây, free music ở đây nó có rất nhiều âm thanh, nó có dấu ba chấm ở đây nữa, thưa sư cô. Sư cô chọn thể loại, giai điệu, chọn mood đi, âm thanh dịu dàng, trong sáng, con chọn trong sáng và yên tĩnh, và có thể là lãng mạn, có thể là hạnh phúc luôn cũng được, bốn bốn thể loại mà con muốn tìm. Nhấn enter, con nhấn chọn rồi con nhấn gì thôi là nó apply thôi là được. Rồi bây giờ con nghe này, nhạc vui không hợp tiếng của sư sư thầy.
Đức Viên Tịnh Uyển. Không hay luôn. Đức Viên Tịnh Uyển. Tân 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 tân. Cũng được. Chùa được xây trên nền tảng lâu đời. Tân 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 tân. Cái nhạc này giờ cũng được. Đức Viên Tịnh Uyển. Tân 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 tân. Không được. Đức Viên Tịnh Uyển. La 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 la. Cũng không được. Ra. Đức Viên Tịnh Uyển. Ra. Không được luôn. Đức Viên Tịnh Uyển. Không được luôn. Chứa này được. Rồi con sẽ dùng cái đoạn này đầu tiên cho lời giới thiệu của sư thầy. Rồi cái đoạn âm thanh đó con cũng đao về. Sau đó con nó nằm trong này nè sư thầy. Cái mình cầm mình giữ cái chỗ này, cái mình truyền qua đây, cái mình bỏ vô đây, mình giữ vẫn giữ chuột trái, cái mình thả ra cái là nó bay vô trong này luôn, rất là dễ. Sau đó cái đoạn âm thanh này không thể bỏ vô đoạn âm thanh chỗ phần số 1 được, phải đưa nó xuống phần số 2. Đoạn âm thanh phần số 2. Rồi âm thanh này nó lớn hơn cả tiếng của sư thầy, nó át tiếng sư thầy luôn. Con coi lại âm thanh này 4-6 tiếng sư thầy vẫn còn nhỏ bé quá so với cái đoạn này. Con tăng lên. Có âm thanh vô thì nó sẽ che đi cái tiếng ồn, tiếng rè. Đây, cái cách này. Con giữ chuột. Vô cái dòng âm thanh ở giữa, cái dây âm thanh ở giữa. Đó, con đưa chuột trái vô là nó hiện lên mũi tên lên xuống, có nghĩa là cho mình kéo lên kéo xuống. Này, kéo xuống đây là hết cỡ, nó mất âm thanh luôn, kéo lên hơi hơi thôi. Đó, cái đoạn âm thanh ngắn thôi nói quá ăn khò. Tại là cơ sở thứ ba của chùa Đức Viên từ năm 2000. Cái khúc này âm thanh nó lớn. Cái này con đưa chuột giữ chuột trái để con kéo cái âm thanh dài, cái thước đo thời gian dài ngắn để con nhìn được nhiều hơn, quan sát nhiều hoặc là rộng ra để con nhìn được cái mấy cái âm thanh nó rõ ra cái đường nét của nó. Sáng từ bãi biển vậy. Hay quá, khúc này nói hay quá. Hay dữ. Dạ rồi. À, như vậy là cái phần âm thanh con để vô cái nó che được cái tiếng ồn mà nó vừa cân bằng với cái tiếng của sư thầy. Đó là lý do con phải dùng cái thanh kéo. À,
con đưa đây chuột vô, con đưa chuột vô, nó hiện lên trên dưới là con kéo âm thanh vừa đủ nghe vừa đủ tiếng đó. Mình kéo cái đoạn dây âm thanh này nó lên hết cỡ con này, con sẽ kiếm thêm mấy đoạn nữa con gắn vô cho phần xong âm thanh. Như vậy con đã hướng dẫn xong cách đưa âm thanh vào, cách sắp xếp âm thanh và chỉnh nhạc rồi ạ. À.